Xin chào toàn thể anh em chơi audio toàn quốc. Chào em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Vâng, hôm nay sẽ tiếp tục lại về được một cặp HBM Pioneer HBM 100 phiên bản 100W rất là đẹp. Thì cũng xin lên video để gửi cho anh em như là test sơ tâm của cặp loa này. Thì Pioneer HBM 100 là một trong những model rất là nổi tiếng của dòng HBM rồi, và được có thể nói là doanh số bán chạy nhất ở cái thời điểm cách đây khoảng 15-20 năm về trước. Đó là một trong những huyền thoại rất là đáng để sở hữu. HBM 100 thì nó có hai phiên bản là 100W và 200W, với cái ngoại hình gần như tương tự nhau, chỉ khác nhau về công suất. Đó, thì HBM 100 đây là cặp phiên bản 100W đó, với cái thiết kế thùng gỗ lạng. Thiết kế thùng gỗ lạng rất là đẹp mà Pioneer đã, một đứa cưng của Pioneer HBM đã sản xuất ra được. Đó là thùng gỗ lạng hai bên, thùng vách rất là đẹp và e căng mặt trước là e căng màu xanh, cũng như là tem mác của Pioneer là HBM 100, tất cả đều đầy đủ hết. Thùng vách của cặp loa này cũng có thể nói là xuất sắc khi mà sở hữu được cái đường vân rất là đẹp. Anh em thể nhìn thấy bên hông, nóc cũng như là cả hai bên, đấy, vân đều rất là bóng bẩy và đẹp. Cái chất lượng thùng gỗ lạng này thì rất là bền bỉ với thời gian, chứ không như cái thùng những cái dòng loa thấp hơn của HBM, nó sử dụng thùng Sibili như là HBM 60, đó là thùng dán Sibili, bao nhiêu năm về thì sẽ bị chập bong chóc rất là nhiều. Còn đâu thùng gỗ lạng thì anh em yên tâm về chất lượng, nó rất là bền bỉ và đẹp, sang, phù hợp mọi không gian gia đình. Em sẽ mở cái căng ra để anh em có thể chiêm ngưỡng tuyến loa cũng như độ mới của cái cặp loa này HBM 100. Nếu mà nhìn bên ngoài đánh giá thì có lẽ anh em không thể nhận biết được là đâu là HBM 100 và đâu là mắt HBM 200. Nó chỉ có một số đặc điểm mà để phân biệt thôi. Còn đây em chưa nói là tháo củ ra chán là phân tần ra thì anh em sẽ nhìn nhận được. Còn nếu bên ngoài thì cái đầu tiên anh em nhìn vào cặp HBM 100 200W đó là lỗ thông hơi của 200W, nó thêm một cái viền, cái bazen viền màu đúng cái màu của cái màu trắng. Đấy, bazen màu trắng. Đấy, nó thêm cái viền ở ngoài cái lỗ thông hơi. Còn đâu toàn bộ mặt trước là y hệt nhau. Đó, về thiết kế, cấu tạo. Còn phía sau kẹp loa thì đúng là khác nhau. Đó, phiên bản 100W và 200W nó đề rất là rõ ràng. Mà lát nữa em sẽ quay để anh em xem. Còn đâu tổng thể của cặp loa này. Đây, em sẽ quay từ trên xuống dưới anh em xem độ đẹp, độ mới của cái cặp loa HBM 100 này. Sử dụng cho mình một bát 30 gân vải xếp tẩm dầu, một loa chung giấy, một loa chép giấy và một loa siêu chép, như là một lỗ thông hơi. Thì đây là một trong những thiết kế vàng của dòng HBM, được đưa ra thị trường và cạnh tranh trực tiếp với những dòng như L100 Century. Mặc dù giá rất là hợp lý hơn, nhưng mà thùng làm dày dặn hơn này, sâu hơn, cũng như là tiếng bass rất là uy lực. Nhiều người đã từng so sánh cặp HBM 100 này với phiên bản L100 Century nổi tiếng của JBL, thì có thể nói là cái âm trầm, cái trung âm rất là thực và cái âm trầm rất là uy lực, nó cộng hưởng từ cái thùng hậu rất là sâu như anh em này nhìn thấy ngay. Đó. Còn đâu thì cũng là bass 30, cũng là vân gân phải xếp tẩm dầu. Có HBM cũng là một phiên bản được sự kết hợp giữa JBL và Pioneer sản xuất ra để là đứa con cưng HBM này. Đó, nên là hơi hướng cái chất âm cũng có thể nói là ở cái mức tương tự nhau so với những dòng JBL nổi tiếng. HBM 100 rất là đẹp. Với đánh giá độ đẹp của cặp HBM thì nó rất nhiều những chi tiết để đánh giá. Thì cái đầu tiên là cái viền bát cũng như là màng bát còn lại được bao nhiêu thì anh em có thể nhìn thấy ngay. Đó là những cái đường sóng tạo lên cái độ sâu cho cái âm bát này, rất là rõ ràng và đẹp, không hề có dấu hiệu của rách hay là bẩn trên cái viền bát này, cũng như là toàn bộ cái gân vải xếp tẩm dầu còn rất là bóng bẩy, zin theo hãng. Rất nhiều những cái tư vấn đến từ cái vấn đề gân vải xếp tẩm dầu này rồi,
Thì em cũng chỉ nói sơ qua để em biết là tốt nhất anh em lên để cái chất lượng keo, cái đây gọi là keo dưỡng. Đấy, vì sao nó bóng bẩy như này, là keo dưỡng của cái viền bát. Nó tạo được cái đây sau bao nhiêu năm, 20-30 năm sử dụng. Cái viền nó vẫn còn đang tốt và cái chất lượng dưỡng còn gần như là rất là hoàn hảo. Nên là anh em không phải thêm thắt một cái gì không dưỡng ngoài, không sử dụng dưỡng tại Việt Nam. Đó, không nghe người khác nói và sử dụng cái dưỡng tại Việt Nam để hỏng đi mất cái bộ gân rất là giá trị này của HTM. Riêng HTM bỏ đi bộ gân này hay những cái dòng sử dụng gân bài xích tẩm dầu mà thay gân là mất đi giá trị đôi loại rất là nhiều, mà thậm chí nó khác hẳn cả về chất âm luôn. Đấy, nên là anh em rất là lưu ý vấn đề này. Một loa chung giấy, cũng sử dụng gân vải. Đấy, toàn bộ là gân vải, cái loa tép cũng thế. Nên là để mà HPM thay gân là không có anh em nhé. Không có khái niệm thay gân của loa HPM. Từ tất cả những cái đường tiếng, tép, chung và bát, đấy, tất cả phải là gân zin. Và anh em có thể nhìn thấy này, tất cả những cái viền của loa tép, viền của loa chung cũng như là viền của loa bát thì đều rất là sáng bóng và sạch sẽ. Đó, nó mới đến như thế này cơ mà. Hai bên. Đây là một cặp loa không tì vết và rất là đẹp. Có thể những cái cặp loa nó chỉ hơi xấu hơn một chút về cái vấn đề chất lượng viền này. Người ta có thể bán rẻ hơn 1-2 triệu so với hàng bãi, hàng tuyển. Đây là chuyện rất bình thường. Còn nếu anh em đang chơi những cái tầm hàng dòng này rồi thì chắc chắn sẽ rất muốn sở hữu những cặp loa nó phải nói là hàng tuyển chọn như thế này. Đây là hai núm tinh chỉnh cho hai đường mic và đường tép. Đó, anh em phải nhìn thấy núm này. Rất là mới luôn. Bóng bẩy, sạch sẽ. Thùng vách đẹp không tì vết. Đó, hai bên. Đây, em sẽ quay phía sau loa như là cọc loa để anh em có thể nhìn thấy được. Phía sau loa thì vẫn còn nguyên cái số series 775, một cái tem pad của Pioneer và một cái thông số rất là nhỏ cũng như là cọc loa phía sau. Đó, hai cọc loa âm và dương Pioneer và model HBM100 với công suất là maximum là 100W và công suất chỉ định là 50W, trở kháng 8 ohm và được made in tại Giao An. Thì đây là hàng được xuất sang thị trường Mỹ. Đó. Với phiên bản 200W thì nó khác nhau đúng cái dòng này anh em. Maximum là 200W. Còn phiên bản 100W là maximum là 100W. Đó, nó chỉ khác nhau như thế thôi. Còn không khác nhau nhiều gì về cái vấn đề là nếu anh em nhìn về về cái này thì mới nhận ra được. Còn nếu phía trước thì gần như là phải tinh tế với để ý được là cái sự khác biệt giữa hai phiên bản đó. Ok anh em. Sau đây em sẽ test về chất âm cặp loa này để anh em có thể cảm nhận được và nó test review về cặp loa. Nhìn từ phía trời xa thấy
Ok anh em. Vâng, với cặp loa Pioneer HBM100 phiên bản 100W đẹp xuất sắc như này, anh em nào yêu thích hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0908 325 777. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sắp tới.